Gọi gọi ngon ngon này. Đỏ đỏ đã không người. Cuối hẹp đỏ đỏ có phải. Quá gì mọi người có lương nữa rồi. Ôi con lương khủng. Ôi nó đã rồi. Cái đuôi thấy không. Quá ngon. Xin chào mọi người nha, mình là Kè đây mọi người. Thì đầu video xin chúc người xem giỏ quà thật nhiều sức khỏe nha. Mình chào mọi người đã luôn xem giỏ và đồng hành video trong thời gian qua nha. Thì hôm nay tiếp tục đi thăm loài cá nữa nha mọi người. Hiện tại mình chạy qua tới khu vực bên vườn tràm bên Kiên Giang nha mọi người. Đây, xung quanh của mình là tràm hết. Nói chung thì hồi sáng giờ mọi người quất đám mưa dữ thần luôn. Giờ này qua tới đây là 11 giờ trưa, hồi sáng mưa dữ lắm mưa luôn. Mà mấy bữa trước thì nó không có mưa nha mọi người. Mà không biết mấy bữa trước bên đây có mưa không mấy, kệ gì bên mình thì không có mưa, chắc bên đây cũng có mưa mà sẽ không lớn mọi người. Kệ gì tình hình mình thấy bữa giờ nắng nhiều mưa ít. Mà hy vọng cái này thăm lợi cá nhiều thật nhiều người xem hấp dẫn nha. Đó, hiện tại thì mình đem mấy cái lợi cũ thêm thay thế nè, lình chút, nhìn nhựa, thùng những cá là đều đủ hết nha mọi người. Hy vọng nay có cá người xem hấp dẫn nha. Còn ai mà có nhu cầu mua lợi cá hoặc là ếch thì cứ liên hệ cho mình tư vấn nha mọi người. Bây giờ bắt đầu lên đây đi thăm nha mọi người. Hy vọng cái đầu tiên trên đây có. Nói chung là cấp này vô vụ mưa mọi người là lúc này cá đặt chạy cũng im lắm. Mấy cái luồng gà này mình thăm nói chung cũng nhiều cử lắm. Nó chạy đều đều nhưng mà cá bự bây giờ ít quá mọi người. Do tình hình ở đây người dân á, người ta dọn mấy cái mương người ta bắt hết giết hết trơn, trong lỏng mình kiếm chỗ đặt cũng khó nữa. Rồi xuống đây cái đầu tiên nha mọi người. Cái này chiếc trước chở cái nặng đặt nặng dính cho mọi người biết sao rồi. Rồi mình thấy nè ngập hay gì mọi người, có con cá gì vô ngẫm hết kìa, đi biển rồi xong rồi. Rồi có thì có nè. Ôi vô rồi, được con cá sặc vàng cái dày rồi nó. Cái đầu tiên gì cũng được rồi. Giật lên cái được nước sâu quá, mưa bữa giờ đây mới có mưa mà nước lớn dữ ta. Sáng quốc đám mưa dữ lắm lớn. Sáng sớm mà không mưa rồi. Đã mọi người, được con cái giày nè, con sặc gần nè. Đó, dưới mấy cái sặc nè, có gồ nè. Im, cái đầu tiên được gì là quá sơ nha mọi người. Để bắt chăng. Lâu lắm mà mọi người thấy được cái gom mát nha mọi người. Cái này là gom mát nè. Ồ, ngon ngon nhóc trơn. Cái này chắc hái gì mới ăn đã vậy ta. Để hồi mình thăm cái lợn này xong chắc một bước mới nha mọi người. Bông nó tím tím rồi. Cái lợn ai quậy dưới trời. Có con gì nó lên đấy quậy gì nè. Thấy có cá. Nó ngẫm lợn gò có cá mọi người. Có con gì lên nó quậy gỗ rồi. Đó. Im. Được cặp cái lắp mọi người. Mình chỉ thấy cắn cái cặp chết nổi lên phình phình. Quá đã. Quá gì mọi người. Được cặp lắp. Bây giờ mình hái mới ra mát cho mọi người. Nói chung thì ở miền Tây mình ra mát này chung là nhiều người anh em cô chú quen thuộc lắm mọi người. Nhiều dùng cũng còn nhiều dùng không có. Nó khác với lục bình lắm. Ai nhắc giờ hết xì luôn. Đây mọi người, lá lục bình nó tròn vậy nè, còn lá ra mát thì nó dài gì nữa mọi người. Nó bông lục bình nó cũng bông tím tím nè, bông ra mát cũng bông tím tím luôn nè. Để gần coi cho mình xem bông nó nè. Đây à, đã chưa. Nghe thấy bông ha. Rồi mình ăn nó, cái này ăn sống vẫn được nha mọi người, ngon lắm, nó không có bị ngứa gì hết nè. Mình lấy mấy cây non ở trong đây nè. Đây trước cái cây non ở trong đây nè. Đó. Làm tiếp cho mình xem. Con tài khó làm này. Kèm tài quay tài trước. Đó, cái khúc non là mày ăn được rồi nha mọi người. Chấm hấu luôn, ngon lắm mọi người. Bây giờ để mình tranh thủ mình mới về để chiều nay có gì nhờ. Chấm nước cá kho cũng ngon, hoặc là làm lẩu mắm cũng ngon lắm mọi người. Nãy bước được mấy cọng rồi nè. Thank you.
giờ mình hái cũng được mới nha mọi người. Đây, đó, hái đã luôn rồi. Cây nọng né non mà bự nè, có búp bự ghê không? Nói chung cái này chỉ lấy được khúc ở dưới không nha mọi người, nhưng mình lột khúc ra làm lấy ở trong này nè, lấy khúc ngang đây rồi đó, từ khúc chỗ này đổ lại. Còn trên đây nó hơi già, nó còn cái này thì nó hơi già luôn à, mình chỉ lấy được ở trong này thôi, nên mình hái nhiều gì nó mới đủ ăn, chứ mà hái ít là không đủ ăn. Đó, mấy cái này là nhúng lẩu là dữ lắm, ngon, nhúng lẩu mắm mọi người, hoặc là ăn sống chấm nước cá cũng được nữa, cả những cái này nó ngọt lắm, đã thiệt. Đây mình ăn cho mọi người xem luôn nè. Im. Cái này là không bao giờ ngứa luôn nha mọi người. Nó ngọt hơn lục bình mình luôn á. Lục bình ăn thì nó không ngọt bằng. Đó. Quá đã mọi người. Ngọt. Nó kiểu như ngọt thanh thanh chứ không ngọt gắt nha. Ngọt cái kiểu người vị của rau mình á, ăn đã lắm. À, giờ bắt đầu mình chạy đi thăm tiếp nha mọi người. Hy vọng hôm nay còn bên kia, nãy giờ thăm đây có mấy cái hết, à giờ chạy quanh kia thăm nữa. Cỏ là con cái nè. Trời, con rắn gì hả? Rắn gì lú đầu lú đuôi ra mọi người. Nãy mới bò vô luôn. Nó chen vô mọi người chứ nó không phải là nó mà. Đây mình lấy nét mình thấy rồi. Con rắn hổ sậy hay gì á. Nó chen vô chứ không phải là nó chen ra. Nó ngoài đâm vô. Coi có cá không? Ồ, vô con cá thắt lát chậm dạm luôn. Nó chen vô kiếm đựng nó ăn mọi người. Con thắt lát nè. Con gán hôi sậy. Trời tắp, hấp biết không? Buông ra không kịp mà dính rồi. Rồi cá thắt lát chậm dạm luôn mọi người, cá thắt lát trắng. Bây giờ để mình bắt nó ra mới được. Con gán này sao đây ta? Thôi kìa, nhìn thấy ghê không? Nó không dữ dữ lắm luôn. Đầy cá nha. Nước bắt đầu lên dần dần nha mọi người, nước lớn lên dần dần. Hổm đi đặt càng queo. Ồ, khắc lát nữa. Ba con khắc lát mà bị ngấm hết hai con trời. Ủa đâu bị ngập đâu mà ngập ta. Nãy mới dính con khắc lát kìa, trời quá rồi dính ba con nữa mọi người. Đã. Rồi, giờ để mình bắt cam được. Đừng nói cái này bị chìm mày ta. Không thấy cái lợi đâu chứ nhở. Xíu nó chìm luôn, còn lú cá chót. Vô rồi. Còn lú cá chót mình thở được, không có chết. Quá đã, hai cái chi trắng chậm dạm, con gu phi, con hắc lát. Chỗ đặt đơn giản mà ngoài là mương chống á, đi về vô đây có cục cỏ, vô đây đây có mương cỏ nè, mình chơi ngay đầu mương liền, vừa dính liền. Giờ để em bắt ra nha, mấy cái chè này chắc bé ngạnh mọi người. Rồi, con gì ngấm chậm giảm trời. Rồi, xong hết rồi. Hai con phình luôn. Tới công chuyện với mình đâu có ngập đây trời. Trời ơi nó ủ mọi người ơi. Tiếc hồi hụi luôn. Ôi ôi. Hai con cá lóc. Cua gì nó ngụm hết trơn luôn. Ủa nó không bị ngập sao mà nó chết ta. Hay là mấy bữa trước bị ngập ta. Trời ơi nó tiếc. Gá sát mà giờ đổ ra giặt cái lời là mới được. Khúi hẹp đó có quá gì mọi người, có lương nữa rồi. Ôi con lương khủng. Ôi nó đã mọi người ơi. Vô trúng bánh này. Để lên trên kiếm chỗ nào chống chấm mình bắt nó ra mọi người. Chỗ này bắt ra nguy hiểm lắm. Cấp này nước cũng gần gặp clip hết rồi. Quá phê cái con lươn. Ôi nó mê. Chúng lươn này thấy đủ vốn. Sầu nó bự nè mọi người. Nó vàng ẻo luôn á. Còn ở dưới lườn nó vô bụng nó mà vàng nó dữ nè.
Cái đầu hết biết cái đầu con lươn, lươn vô lâu nè, nung cái đầu banh nó chân nè. Hên là con cua vô nó bị ngẫm á, bị cá với lươn nó làm cái ngẫm hay gì nè. Mà giờ không có gắt, nó gắt là nó ra là xong luôn. Quá phê quá phê. Rồi giờ đem bắt ra nha. Đây con trái nè. Cái này là ăn cá lóc với lươn nhiều lắm luôn. Lóc có lươn bự không? Còn cái mũi nó dày. Thấy con vui chứ nó không, không có, không có nữa. Được có cái dày à. Chậm chậm. Rồi, giờ để mắt ra nha. Xịt thuốc chết khô hết trơn người ơi. Nè, người dân ở đây ta xịt thuốc cho nó chết. Cỏ này khi cho chạm nó lên tươi tốt. Ồ, có. Đó, lắp. Lắp chậm chậm. Có là vui mọi người. Bây giờ giết hết chỗ đặt đi. Nhiều anh em đặt quá, thứ hai nữa. Mọi người nhìn mấy cái mương bây giờ nó chống lỏng gì hết trơn nè. Ta xịt thuốc, ta dọn giết chống lỏng hết. Bây giờ không còn cá nhiều luôn nữa. Bởi vì không có chỗ đặt nữa. Này, phải đi tìm kiếm chỗ khác đặt. Chỗ này im im đặt mới đã không này. Xịt không còn miếng cỏ, xịt cái cỏ gùi hết, còn gùi một lần cái sập hết hồn, cái sập bớm không, nóng lạnh chưa. Để mình bắt mấy con bự ra về chiên nha mọi người. Này cái chắc bà nói cha hợp này. Để đứng lên đây nè. Để không lúng dưới nước luôn. Trời ơi. Đó, có cái lắc. Để có cái lắc trầm trầm rồi đấy. Để em bắt dành đi lên rồi lúng tới rồi đá quần này. Gụi hết rồi mọi người ơi. Xịt cỏ chứ không còn cái gì hết. Cháy hết rồi. Chỗ này dở dính cũng im lắm luôn mà mấy bữa nay cái cử này cái cử rồi là bị xịt cỏ cháy luôn rồi. Đó. Ồ, được con cá lóc rồi, mình ru luôn đã cháy kìa. Cái mé bên đó ngon lắm người mà qua đó không được, người biết sao ông bằng mà hổm qua tới đó mình đi con khúc mà quá cho ông bằng luôn, mình quay đầu với ga luôn dài bên kia luôn mà không đặt được, tức ghê quá trời ông. Giờ em bắt cá này đặt lại nha. Rồi có con gì ngủm đây trời. Ôi cái lắc cũng chậm chậm rồi bự, hai cặp thì cũng đỡ mình rồi. Ngủm hành con rồi, hai con vừa cắn con vậy ngủm hành con rồi. Còn hai con giả sát rửa cái này, hai con cũng được. Bữa nay dính hồi yếu mà cá cũng không được bự như này. Hồi hy vọng cái luồng bên kia hổm mình đặt mới không à, dặm thêm là 14 cái à, qua luồng 14 cái hy vọng luồng đó trúng nha. Mấy cái chỗ mà này lúc mới xuống thăm 2-3 cửa đầu trúng hay ha mọi người. Rồi xong phim nữa rồi, đâu có bị ngập đâu, mấy cái lóc chậm già ngấm mà trời buồn luôn. Cái lóc mà cũng bự mọi người. Rồng đóng cái này nè. Ý là không bị ngập nhưng mà nó còn lúa cái chót là không biết sao mà nó ngập luôn không hiểu. Bây giờ đổ ra đặt lại thôi. Xuống đây một trái rồi. Cá lóc kiến đông thằng hết hồn thì chứ, tính đâu cá lóc bự dữ rồi. Cá lóc kiến hải hồn, cá lóc kiến đây xuống xuồng cho nó xuống xuồng luôn.
xong cái này xong cái để mình nghỉ mình ăn cơm xong mình đi thăm 14 cái loài cá mới xuống hôm bữa nha mọi người. Để ăn cơm mọi người đói bụng quá, giờ này cũng 3 rưỡi chiều rồi. Còn mình có đem cơm theo, bữa nay đem cơm theo. Dưa leo. Ớt. Nói chung là đi săn bắt ra đồng ruộng vườn gừng đủ mọi người là ăn cơm mới ngon lắm. Dù mặc dù đồ ăn không có ngon gì mấy nhưng mà có gì là ăn đó đều ngon. Này có thịt kho mọi người, kho nấm với cải đỏ, củ cải muối á, củ cải trắng muối chứ lộn thôi, củ cải đỏ đây đấy. Trời ớt mình bỏ vô cái nắp mình đi cho nó dễ ớt. Nói chung ăn lóc dạ thôi người ơi, chứ ăn no cũng lội cũng đuối lắm, ăn vừa cho nó lót dạ lội đừng cho nó mệt là được rồi. Rồi giờ mời mọi người ăn cơm với mình nha. Ngon mọi người. Ngon. Sụp mỡ. Ăn thịt heo mình phải ăn mỡ mỡ, vừa mỡ thịt đó. Nè không ăn không ngon. Vừa mỡ thịt ăn mới đã. Ngon thiệt nha. Đói bụng á, đi ra ngoài này ăn đã thiệt. Cảm giác cũng ngon. Dù cho có cái mì đang đói bụng ăn cũng ngon nữa mọi người. Nói chuyện giờ này đem cơm thịt heo với dưa leo này kia là đủ ăn thứ nào cho nổi. Cũng có ăn cái này mọi người, là sáng giờ mưa á nên chắc chưa tạnh mình đi thăm á, mát trời ui cũng đỡ, nếu mà bữa nay nắng thì chắc tới cũng chuyện luôn rồi, lỡ đuối lắm. Vô đây là vô trong chòm, nếu mà trời nắng nó khó thở mọi người, cảm như không có gió á, loại nó khó chịu lắm, nó hầm hầm nó khó chịu lắm. Giờ này thì hạ nhiệt xuống, trời mưa không có nắng nó hạ nhiệt, đi thăm có khỏe gì đâu. Nhưng mà có một cái thì cá không được nhiều. Hy vọng còn 14 cái cuối. Còn 14 cái này là 14 cái mới luôn nha mọi người. Chứ gồm đi thăm mình dặm bên kia, dặm điểm mới. Nhưng cái điểm này nói chung là nó cũng im hung rồi. Cái gì không có chỗ đặt nhiều á, mà lâu lâu có cục cỏ mình nhét vô thôi, chứ nó không ngon thì nó không ngon hung rồi đó. Mà cũng hy vọng đi, hy vọng dính nhiều. Để không thất thu ạ. Nói chung là trong đây chàm rộng dữ lắm, rộng luôn rồi. Nhưng mà hiện tại giờ á, người dân ở đây người ta xịt cỏ cho nó có ỏ, nó chết hết chân luôn, bình nó chết hết luôn. Để người ta lưu thông ra vô được á, dễ dàng, để nữa người ta thu hoạch mấy cái chàm nè. Mấy chàm bự nè, người ta chuẩn bị người ta thu hoạch á, nên người ta xịt hết cho nó chống đường hết, người ta đi tới đi lui dễ mọi người. Bởi vì giờ cá giờ cũng hết luôn mọi người. Xịt chống thì người dân với anh em đi xịt á, người ta sẽ vô ta xịt được, cả gì người ta xịt một vật, ta bơi dưới sông á, ta đi xịt dài dài theo mé vậy nè mọi người. Đó, như mấy mé vậy ta bơi ta đi xịt được hết. Nhưng mình đặt bây giờ nó cũng ít cá luôn. Nếu mà đặt mà trong mấy mương chàm mà lựa được cái mương nào mà cỏ lục bình kính mít á, không ai vô ra vô được á, thì mình đặt rất là ngon. Mà giờ mấy mương đó không còn nữa mọi người, hết trơn luôn à. Năm mấy hai năm về trước mình đặt thì nói chung là giữ lắm nhiều cá. Như năm nay là thấy cảm giác là cá nó yếu lại mọi người. Tại nhiều người bắt người đặt quá. Lớp đi xịt cá đặt lú rồi lớp anh em khác đặt lời nãy kia tùm lum chưa, nên cá giảm. Ngon quá mọi người. Để mình ăn hết cái cơm nãy xong mình đi thăm tiếp luôn rồi, để giờ này cũng trễ à, tranh thủ thôi. Hy vọng nha, hy vọng 14 cái cuối này trúng mánh nha mọi người. Đây mọi người ơi, hy vọng mấy cái mới đặt này có kết quả tốt lành.
Ui, gò gò ngon ngon này. Đó đó, đã không rồi. Đó. Dĩ sướng. Đúng mấy chỗ cũ giờ hết cá không rồi, giờ mấy chỗ mới lại có cá. Hai cái lóc cũng bự nha mọi người. Im im. Ăn cơm xong lấy sức lại và dính cá là thấy vui vậy đó. Ấy da. Rồi nó xuống chuồng bỏ vô thùng luôn. Hai cá là ngon quá mọi người. Cũng bự á. Đã chưa? Để mình tắt máy mình bắt ra mới được. Cái ngoài này cái này. Sao nổi cái đít lửa vậy ta? Mũi thầu cái nè. Nóng lạnh cho mọi người. Cá phóng hay là nổi lên biết. Ui hà. Ôi cá phóng thiệt mà. Cái lóc bự. Quá im. Chẳng cái đít lên luôn. Hai con bự con nhỏ. Vô. Mấy cổng mới này hy vọng dữ lắm nhiều mọi người. Quá đã. Rồi giờ đem bắt ra nha. Rồi giờ tới cái này mọi người. Cái này đặt dưới đường kinh nha mọi người. Nói chung bây giờ lũ xuồng vô tới chỗ rồi lụm luôn. Rồi ơi con ngắn gì vô đây nó ngủm rồi. Con cá này dám vô nó tời. Bà nó căng ngắn hổ xị. Hên hên có cá không? Bà có mọi người. Đó đó đó. Vô 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 ấm hình quá mà. Wow, bảy cái dậy quá vậy. Nên hên là mấy cá nãy vô trước gắn vô sau kiếm ăn cá không rồi. Mà ăn không được thì dính chi ngẫm luôn. Ôi giời. Ba cái dậy con cá sập gần. Quá đã. Quá mũi. Nó hôi. Để thành rửa mà được. Mấy chỗ mới mới này đặt công nhận chạy im thiệt mọi người. Nãy thăm mấy cái mới là thấy ham mà liền. Ba cái dạng con sặc gần nha mọi người. Quá im. Giờ cho nó vô thùng luôn. Mấy cái này mở dưới xuồng mình đặt lên không mọi người. Chứ mà không lên trên bờ. Ở xuồng luôn mình đặt theo đống cỏ này nè. Chứ giờ lên trên clip chạm giờ cũng hết chỗ đặt vò vò vô vô. Ngon này ngon này. Ôi hàng khủng mọi người. Cái đuôi nó kìa. Ôi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. 13, 14 cái cuối này lên lên làm lên nên sự nghiệp rồi mọi người ơi. Kìa. À, cái đuôi thấy không? Wow, nó đã. Vô. Ướt nhem luôn cái vậy. Nó trúng qua camera ướt nhem. Nước văng vô mọi người. Ôi, ôi, ôi. Hàng khủng. Trời ơi, nó đã. Bữa nay có lẩu mắm ăn rồi mọi người ơi. Con này làm lâu mắm thở chê rồi. Cả ký lô. Quá phê quá phê. Với con lươn nữa rồi. Rồi vô rồi vô rồi. Khúc cuối vớ khúc cuối. Ôi hết biết nó bự kìa. Hải hòn cá này rồi. Nó phê mọi người ơi. Hồi nè. Mình mới lao camera lại dính nước mà cầm. Ôi nó đã mọi người. Hồi nè. Hàng khủng hàng khủng. Trời ơi. Cái tay cầm cái này mọi người hiểu rồi đó. Hết hồn không? Ôi. Ôi hên mọi người ơi, anh em cho mọi người xem nè. Wow. Trời ơi, sao dữ mệt chưa ra kịp. Trời ơi, này nó đi ngay lại chen ra liền mọi người. Ôi nãy mình nắm nhúng nhóng nhóng lên không lấy lên là xong rồi. Trời ơi, nó lỗ nữa, nó bự. Thọ cái tay vô giữa nè. Cá này dư sức ra luôn á. Ủa sao mà chưa ra kịp trời. Quá may mắn mọi người ơi, này công nhận may mắn kinh khủng rồi. Trời ơi, cái lỗ mày lớn mà dính cá không ra được trời. Mọi người nhìn nè, cái lỗ cái này là con cá cỡ đó đó mọi người. Thấy hồn chưa? Ừ, cái lỗ nè. Gì mà không ra được, trời trời may mắn, quá may mắn rồi. Này mọi người, hàng khủng, quá phê quá phê. Rồi, bây giờ để em bỏ vô thùng cái mình đặt lại nha mọi người. Cái này mình vứt trên đồng luôn mọi người. Chụp vô trong đây. Lâu lâu có cục cỏ, lâu lâu có cục cỏ là đặt thôi. Bây giờ đây, đi hút đi. Đặt hút cái lợi luôn. Hàng khủng nữa ca. Dính chừng 3 con hàng khủng nữa nè. Khui hào. Đó, có mọi người. Đó, 3 con lọc chậm rồi. Ý được con cái giày ngon quá mọi người. Bởi vì mấy cái luồng mới đặt xuống
thăm ngồi đá thiệt người ơi, thăm sung sức lại liền á, ba con nữa nè. Cái này một chuyến sau đi thăm chắc cái chuyến sau cuốn bên kia giờ kiếm chỗ mới đặt hết không mọi người, kiếm cá suy giờ mấy chỗ cũ dở cái hết cá quá phê, hy vọng mấy cái này không uổng công nha mọi người. Mấy chỗ này nói chung cũng im lắm rồi. Ồ, thấy có cá gì nó ngẫm trong lời ta, không lấy đi nhập nó sao. Ồ, cá chèn hãy hồng, cá chèn bự trời, cá chèn nó khắc lát, cá chèn sao nó chết dễ chết quá ta ơi, nó không bị ngậm nó cũng chết nữa ta, hư rồi. Ồ, lâu lắm mới thấy cá chèn nó bự cái này luôn rồi, nó bụng bụng mà còn nhớt nè, để bắt về thử còn ăn được mà, thấy cái mang nó còn đỏ nè, nó còn đỏ mọi người, chưa bủng rồi, trắng mang rồi, chín rồi, đỏ rồi, mà đỏ cái miệng không? Để bắt về thử coi ăn được ăn không được bỏ nha mọi người. Chui vô trong này cái giờ nè, 15g luôn rồi. Ồ, vô cái lóc quá đã, giờ là trời đang 15g. Cái này hết mọi người. Sau nếu mà đi thăm cái luồng bên cũ bên đây nó không kiếm được nhiều cá bự, nó cũng là chỗ mới mà mấy chỗ mới thăm rồi cảm giác đi hơn rồi đó.